Gần đây trên Facebook có những bài đăng chia sẻ nói sai lệch về Phật pháp từ những người ngoại đạo. Họ có những suy nghĩ với những kiến chấp của bản thân và có những câu hỏi như tại sao có kiếp đầu tiên là gì và kiếp kế tiếp là gì? Con xin sư giải đáp để sau này con có gặp người ngoại đạo mà hỏi như vậy, con có thể giải thích cho họ hiểu và tạo thiện duyên. Cá nhân sư thì sư sẽ không giải thích với, bởi vì sao? Bởi vì họ không nghe. Để sư chia sẻ để cho quý vị nhìn thấy này. Với cái kiểu gọi là với cái kiểu tấn công và phỉ báng giáo pháp, thì với cái người như vậy đó thì phải nói là chúng ta không cần phải đâm đầu vào, bởi vì họ không có nhu cầu nghe. Và với người mà không nghe đó thì mình không cần phải tốn công tốn sức, nhớ giùm. Đức Thế Tôn nói đó, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta nha. Như Lai không tranh luận với bất cứ ai ở đời. Chúng ta học đạo, chúng ta học pháp không phải là để chúng ta tranh luận ai đúng ai sai, không phải để bắt người ta phải nghe và chấp nhận cái ý kiến của mình, không phải như chỉ là bởi vì đó bây giờ quý vị hỏi sư cái vấn đề đó thì sư sẽ trả lời là theo chánh pháp vấn đề đó là đúng hay sai, chứ sư không bàn cái chuyện là con người mà đăng cái bài này họ là người như thế nào nha. Sư chỉ có trách nhiệm đúng như là lời Đức Phật dạy ở trong kinh kinh Đại Bát Niết Bàn, đó là gì? Khi mà bất cứ ai khen Đức Phật hoặc là khen tăng đoàn thì không có vội mừng, mà khi ai đó có chê trách, có chửi mắng tăng đoàn thì cũng không có vội buồn. Bởi vì cái chuyện mình vui, cái chuyện mình buồn đó không giúp cho chúng ta thấy được sự trách nhiệm của một vị tỷ kheo. Chỉ đơn giản nói với mọi người là sự kiện này có ở chúng tôi, sự kiện này không có ở chúng tôi, như vậy là đủ rồi. Còn đó như sư nói, không cần phải đôi co với họ làm gì. Như vậy đó thì sư đưa ra một vài cái vấn đề mà ở trong đây họ nói. Chối bỏ đấng tạo hóa, cái này họ nói là Đức Phật á, chối bỏ đấng tạo hóa là một tội lớn nhất của các loài thụ tạo. Đó, thiên thần thành quỷ, loài người phải đau khổ và phải chết, có hàng tỷ bằng chứng buộc chúng ta phải tin có đấng tạo hóa. Ở đây đó, sư tóm tắt có nghĩa là cái người đăng bài này thì họ cho rằng đó có những cái mà phải là có một cái đấng nào đó tạo ra, chứ còn không thể nào mà không có một đấng nào đó tạo ra. Thì theo như chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy thì không có một đấng tạo hóa nào cả. Ở trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn á, thì khi mà cái quả địa cầu vừa mới hình thành, Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới vừa mới hình thành, đương nhiên khi mà chúng sanh sanh vào đó thì sẽ có chúng sanh xuất hiện đầu tiên và sẽ có những chúng sanh xuất hiện tiếp theo. Đó giống như là chúng ta đổ những một cái giỏ mè mà mình đổ xuống một cái thau thì sẽ có hạt mè chạm vào cái thau đầu tiên, đơn giản vậy thôi, và sau đó là sẽ có vô số những hạt mè khác. Rồi cái hạt mè đầu tiên đó
thì đó là chúng sanh đầu tiên xuất hiện. Và khi chúng sanh đầu tiên này xuất hiện, đương nhiên để xuất hiện được đầu tiên thì phải là có phước nhiều nhất. Mà có phước nhiều nhất như vậy họ xuất hiện đầu tiên. Và khi họ xuất hiện đầu tiên như vậy đó, họ nghĩ là bây giờ không lẽ chỉ có một mình thôi hay ta, hay là có thêm ai khác nữa. Thì khi họ vừa có suy nghĩ một chúng sanh khác thì ngay lập tức những chúng sanh khác tiếp tục tái sanh vào ở đây. Và thế là cái chúng sanh đầu tiên đó họ có một cái tà kiến là mình là người sáng tạo ra những cái chúng sanh kia, bởi vì nhờ tôi suy nghĩ ra họ thì họ mới xuất hiện. Và những chúng sanh xuất hiện kế tiếp á, thì họ thấy cái vị này là vị đầu tiên, cho nên là họ nghĩ là cái vị đầu tiên này là sáng tạo nên mình. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà những vị phạm thiên này đó sanh về cõi người thì có một số ít có khả năng tu thiền và chứng đắc thiền định. Và như vậy á, các vị đó nhớ lại một kiếp, hai kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp. Thì vị đó nhớ lại ở cõi trời Phạm Thiên á, có một vị xuất hiện đầu tiên và đến bây giờ vị đó vẫn còn ở trên đó. Cho nên là cái vị chứng thiền, vị đó lầm là có một đấng tạo hóa. Chứ còn thực tế thì không có một đấng tạo hóa nào cả. Bởi vì ngay trong kinh Đức Thế Tôn nói, nếu như có một đấng tạo hóa, ta nói đó là một cái người tàn nhẫn. Bởi vì đã tạo nên một thế gian đầy những cái đau khổ như thế này. Mà thế gian này vận hành là do nghiệp và quả của nghiệp, chứ không do một đấng tạo hóa nào cả. Bởi vì nếu như mà chúng ta do một đấng tạo hóa đó, thì có phải là vì đấng tạo hóa cho nên mình là kẻ sát sanh? Vì đấng tạo hóa cho nên mình là kẻ trộm cắp? Vì đấng tạo hóa nên mình là kẻ tà dâm? Có phải như vậy? Hay là vì đấng tạo hóa cho nên mình đi điện, vì đấng tạo hóa cho nên mình sanh về cõi trời? Không phải như vậy. Mà chúng ta đó là chủ nhân của nghiệp, là người thừa tự của nghiệp. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Trước hết thì bây giờ nói về cái việc mà Đức Phật chối bỏ đấng tạo hóa đi. Thì xin mời Đại Đức Tuệ Tường là để xác nhận một việc đó, là cái sự kiện này là có hay là không có. Rồi Đại Đức và thưa quý vị, thì cái trong trên tinh thần và trong tinh thần kinh điển Nikaya hay còn gọi là Tam Tạng Bali thì có ghi rất là rõ rồi, và thậm chí là cái tần suất mà xuất hiện rất là nhiều. Đức Phật phủ nhận về ngài nói về đấng tạo hóa, thưa quý vị, có nghĩa là ngài phủ nhận nha, xin nhấn mạnh nha. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà nói đến điều này nè, là chúng tôi á, nhớ đến lúc mà chúng tôi á, ở ngoài đời đi bán thân sư á, ở ngoài đời lúc đó là cũng thật lòng á, cũng chưa biết đến Phật giáo Nguyên Thủy đó, nhưng mà cái người anh họ của sư á, người anh họ sư là người theo một tôn giáo khác, thì có một lần anh hỏi sư như vậy, anh nói là nghĩa là cái bên tôn giáo của anh á, là có nói về đấng tạo hóa, và anh nói ủa vậy về có một đấng tạo hóa đó vậy rồi ai tạo ra cái đấng tạo hóa này nữa à, không rồi nếu mà có một người mà tạo ra đấng tạo hóa vậy ai tạo ra nữa, nó trở thành vòng lặp, rồi ai sẽ là người phán xét cái đấng tạo hóa đó, mà đấng tạo hóa là người phán xét. Thì từ vấn đề đó, khi mà sư có bàn luận với người anh họ mình, không? Mặc dù mình chưa biết, lúc đó mình chưa biết về Phật pháp nhiều lắm, nhưng mà khi mà hôm nay nè, đọc qua câu hỏi này nè, mà bàn về đây nè, làm sơ sư chợt nhớ đến, và khi mà tiếp cận được đến với cái lời dạy trong Tam Tạng kinh điển Bali hay là kinh hay còn gọi là kinh Nikaya, thì sư mới hiểu rõ được cái bản chất của cái vũ trụ quan, hay là bản chất của tam giới, bản chất của thế giới như thế nào. Thì ở đây cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi.